ngày này là lại cái ngày này là lại cái Kimoto tầm mơ trạ nâu bình thông cà vọt ăn khẩu và hai một cái lôi mọt thôi cà rất cà bảo cà qua đây cà hai em thôi rồi giờ mọt thôi nha như được con này nó mới tiệt lớn nia và hai cô nổi mai tranh pi khét mùi tao đo khét mùi mình đầu ruồi song cà rê, song chấp bún, ngủ tức sỏi đó, cát bọt ong khẩu mà cái lô nó phun mà cô lụa tận nố rồi tao chua ấy nằm ngay chụp cùng đi nè phum nắng phum biển thôm nắng này máu mắt đỏ này đẹp mùi nắng miền lụa
វោសាដើមខែលិចចុងសន្ទូកងកែបហ៊ីងញុំព្រៀងធ្លាក់ជោគចំក្រអូកាមអូមអេដូសមីដូដូទាំងសមីដូទាំងប្រវត្តិគេមកអាយកអាតែជួបរបស់វាដូលកុងបាទបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមកបានមកដល់ផ្ទះគាត់ហើយទីតាំងនៅក្នុងកោជ័យខេត្តកំពតនៅភូមិបេងធំនេះត្រាក់តគាត់គឺអំ64កូន9ណាកូន20គាត់លក់អាតម្លៃ24ចរចាត្រាក់នេះស្អាតណាស់ត្រាក់នេះតែការមេឃមានខាងពេកគាត់អត់មានកន្លែងទួអញ្ចឹងក៏លក់វិញមើលមើលស្អាតហ nè mơ lại chẳng biết ô lịch mơ lại nhìn đi mơ đi ឯងម្ចាស់គាត់ទៅមិនស៊ូហើយអញ្ចឹងក៏បានលៀងតិចហ៎យើងមកតល្មមមើលអញ្ចឹងមិនដឹងថាល្អ
thùng cột cột cắt đốt mình hay xa đó linh con nó xa đó mình thấy cắt xa ẹp xa đúng không. Còn một ổ ngọt khi sử dụng cả tạm đan tạm đan một hồ nội chọc còn chui chạy like chạy subscribe chạy share là mấy ba video mấy mấy awesome. Thank you.
Nay.